Toàn xin mến chào quý bà con cô bác. Minh Toàn đang đứng ở phía đằng sau của bảo tàng ở Quảng Ninh. Và như quý bà con cô bác đang nhìn thấy, đây là một cái máy bay. Đây là cái tên lửa, hai cái khẩu tên lửa. Và kia là các cái khẩu sáo, pháo. Ở đây phía đằng sau của bảo tàng ở Quảng Ninh. Hiện vật bảo tàng cấm leo trèo, đây là cái biển báo. Đây quý bà con cô bác. Rồi, cái bánh này nó mòn hết rồi. Hôm nay có khu máy bay này cũng bé thôi quý bà con cô bác, nhưng mà máy bay chiến đấu ngày xưa. Đây các cái khẩu pháo bên trong này nó là bằng sắt hết. Mô hình này thì toàn cứ tưởng là bằng bê tông để trưng bày thôi, nhưng mà nó là bằng sắt cái vật phẩm của bạn. Đây pháo cổ ở cảng Hòn Gai đầu thế kỷ 20, canon. À tiếng Anh toàn không giỏi đâu. Đây là pháo cổ. Đây quý bà con các bác thấy có những cái khẩu pháo nó như thế này, và nó vỡ cả đầu sáo, bắn vỡ cả đầu sáo pháo luôn. Trước mặt của quý bà con các bác cũng như là phía sau bảo tàng của Quảng Ninh thì là ở đây có quả núi này mà Minh Toàn cũng chưa được lên cái quả núi này, nhưng mà Minh Toàn cũng thấy ở đây các bà con các bác nhìn thấy một số cái lan can. Đấy, lan can để đi tham quan, chắc là vào trong các cái hang động và lên đỉnh núi. Đấy, một số cái lan can ở đây có cả đường điện luôn quý bà con các bác, điện chiếu sáng, các đèn cao áp. Thì khi mà quý bà con cô bác có chúng ta cũng có thể leo đi tham quan ở đây theo cái du lịch. Khi mà chúng ta về đây đi du lịch, nước ở đấy rất là trong xanh luôn quý bà con. Nhìn cả thấy đá ở dưới luôn. Đầu kia cái quả núi đầu kia cũng thế, có một số cái lan can. Và đây là cái một số du khách quốc tế cũng về Hòn Gai, Hạ Long để tham quan. Trước mặt chúng ta là một cái nhà triển lãm, không biết là nhà gì, thì để biết nhà gì cụ thể hơn thì xin kính mời quý bà con hay cùng Minh Toàn chúng ta đến đấy nhé. Ở khu này rất đẹp quý bà con. Ôi, ở đây là có con quạ, con cắt. Đây là cái quảng trường. Và đây như quý bà con cô bác đang nhìn thấy, ở đây là một số cái quả núi mà dành cho khách tham quan du lịch, hoặc là các cái cột điện mà người ta có cả điện và các cái hành lang để lên quả núi và vào các hang động. Đấy, khu này thì rất là đẹp quý bà con.
Cái nhà này là nó được xây theo một hình hình một con cá đấy. Mình toàn thấy là theo hình con cá luôn. Không biết cậu kia cậu đang đang làm cái gì mà ới ới đấy. Xa thế làm sao mà nghe được nhỉ? Hay là cậu đấy cũng là một trong những nhân viên mà hướng dẫn viên du lịch hay là ở bảo tồn ở khu này? Đây, đây là cái căn nhà bảo tàng. À, khu nhà này khu nhà liền kề mà ở con gai này cũng khá là đẹp. Anh ơi, những cái lan can kia là có cho leo lên núi không anh? Có chứ. À dạ vâng, cảm ơn anh. Lúc mà nước cạn mới lên được. À dạ. Đấy, những lan can đấy cũng như Minh Toàn nói là quý bà con cô bác cũng có thể leo lên để tham quan trên đấy. À, cậu kia là cậu chơi đại bàng. Đá bàng hay con gì ấy, con này à, diều hâu này. Đẹp đấy nhỉ. Vâng, em đang quay này, đẹp quá nhỉ. Ôi, có cái anh nuôi diều hâu đẹp quá. Diều hâu kia mình nuôi diều hâu quá. Chín con diều hâu liền. Đi theo anh này để quay một số hình ảnh về diều hâu vất thôi. Cái diều hâu đẹp lắm. Chưa theo rồi.
Em nghe anh Quân, em đang đi ra ngoài có tí việc anh ạ, ra ngân hàng. Nga không biết là ở bên chị Hà về chưa, em vừa ở chị Hà đi. Dạ vâng. Một người gói diều hâu, cả mười mấy người đứng xem luôn. Đấy, đang coi con này về. Bay như diều. Cái con của anh này thì lại không cho bay lên cứ vào con của bác, còn con của anh kia thì anh cho bay lên nhưng mà gọi mãi chưa về cho. Đây là cảnh tượng gọi chim. Con diều hâu này mình toàn nhớ là ngày xưa ở nhỏ nhỏ ở quê nhà ở quê ấy, mình toàn hay thấy diều hâu bắt gà. Đây rất là nhiều diều hâu quý bà con cô bác. Không biết là có một con thì là nuôi, còn mấy con kia có phải nuôi không? Sáu, tám, mười, mười hai, mười ba con diều hâu. Anh này cứ đứng anh gọi rồi. Gọi khản cổ ấy chưa thấy chim về. Thôi, chơi chim kiểu này cũng mệt lắm, gọi khản cổ vẫn chưa về cho. Càng gọi nó càng bay, cứ là con bay lên quả núi này. Bên đấy nhiều diều hâu quá.
Thôi chắc là chờ anh gọi chim về được thì mệt lắm cái bà con ạ. Thành ra Minh Toàn thôi, Minh Toàn dừng video ở đây và Minh Toàn sẽ khi nào chim gần về Minh Toàn sẽ quay lại để gửi đến bà con sau thôi. Đằng trước mặt của chúng ta là một cái căn nhà rất là đẹp, hình cá voi cá heo gì ấy quý bà con cô bác ạ. Để Minh Toàn đến xem coi đây là nó kết cấu và căn nhà gì nhé, để gửi đến quý bà con nhé. Ồ, máy của Minh Toàn đầy dung lượng mất rồi. Minh Toàn xin dừng video này ở đây và xin gửi đến quý bà con cô bác hình ảnh nhà này trong video tiếp theo. Xin cảm ơn quý bà con cô bác đã xem video của Minh Toàn. Rất hy vọng được quý bà con cô bác ủng hộ kênh bằng cách là nhấn nút đăng ký. Và đồng thời đây là một cái hành động để quý bà con cô bác có thể là người đầu tiên được xem những cái video mới nhất về Hạ Long Bay cũng như là Hạ Long, Quảng Ninh hay là của Việt Nam chúng ta, những video thú vị. Xin cảm ơn quý bà con cô bác. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con cô bác trong video tiếp theo.